Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi gắng phấn đấu và nỗ lực để làm bài thi tốt hơn. Những vòng thi vừa rồi, tôi đã nghe được chia sẻ của ban giám khảo có những cái gì thiếu sót của tôi. Bây giờ tôi cũng gắng cố gắng để phấn đấu lên để hoàn thành cuộc thi cho tốt. Biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim, lạ mấy thu qua tôi vẫn đi tìm. Rồi buồn ơi, nghe tiếng mưa đêm khi bước chân đi lần trong cuộc đời. Người mẹ hiền su còn nhớ khuôn vui khi lớn con đi trên. Khi lúc tay còn chẳng tay, ơi mưa ơi con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ đã sớm chiều, nhớ nụ khi nắng đi, đôi tay run run anh. Mong chờ.
thường.